Thế còn ở phía dưới bảng xếp hạng thì cuộc đua để trốn xuất số hạng trực tiếp bây giờ ấy, là cuộc đua của Quảng Nam và Dương Nam Hà Nam Định. Quảng Nam sẽ có trận đấu trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ở lượt đấu cuối cùng tại giai đoạn 2 này. Trong khi đó thì Nam Định cũng làm khách nhưng là trên sân Vinh của sông Lạng Nghệ An. Sân Vinh là nơi gợi lại rất nhiều những ký ức liên quan đến câu lạc bộ Nam Định, và gần đây nhất chưa lâu họ đã đá một trận playoff ở đây, đá với đội Hà Nội B đấy, đội bây giờ chính là câu lạc bộ Sài Gòn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đúng rồi. Thì họ đã thắng, tức là kinh nghiệm thi đấu này của anh Sĩ này, của anh Dũng này, trong những đời cầu thủ của anh ấy cũng gắn liền với sân Vinh rất là nhiều, rồi với vai trò của huấn luyện viên anh cũng đã gọi là trải qua những cái kỷ niệm, những trải nghiệm có thể nói là rất giá trị. Anh cũng nghĩ rằng là câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định sẽ thoát hiểm, tức là làm chủ được số phận của mình hay không, bởi vì họ là được quyền tự quyết. Tôi nghĩ rằng là ưu thế vẫn thuộc về Nam Định một cách khá rõ. Mọi người có nói là Hải Phòng trụ hạng chắc chắn rồi và có thể là buông xuôi, thì chúng ta cũng thấy là Sông Lam Nghệ An là thực ra cũng hết động lực rồi. Ở đây là tôi không ám chỉ bất kỳ ai, nhưng mà đấy là một tâm lý rất là bình thường thôi. Kể cả người ta có thể đá một cách rất là hăng hái nhưng mà tung cầu thủ trẻ vào sân thì ai làm gì được. Và mỗi một đội thì người ta có quyền có những tính toán, đặc biệt là cả Hải Phòng lẫn Sông Lam là đều không dư dật gì. Tức là nhiều khi người ta cứ phải nghĩ cho người ta đã, và nhân đây coi đó là cái dịp để thử nghiệm này nó. Thì tôi cho rằng là Nam Định và Quảng Nam là rõ ràng là họ đều là những đội bóng có động lực, và đối thủ của họ đều là những đội mà về động lực là đã hết rồi. Vì thế cái khả năng mà cả hai đều thắng ở vòng đấu cuối hoàn toàn có thể xảy ra. Với Quảng Nam thì tôi không nghi ngờ gì Quảng Nam sẽ thắng Hải Phòng. Với riêng cái vế này thì có lẽ nó cũng giống như là Quảng Nam đã từng thắng Đà Nẵng ấy. Đấy cũng là một cái đội bóng có thực lực tốt hơn, nhưng mà trong cái bối cảnh này, để nói xin lỗi các cổ động viên Hải Phòng, thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng là kể cả Hải Phòng mọi người đánh giá lực lượng cao hơn, nhưng mà trong cái bối cảnh này, trong cái động lực là thứ rất là quan trọng với bóng đá Việt Nam, khi mà chúng ta cũng chưa thực sự chuyên nghiệp để như nước ngoài. Nói thẳng là châu Âu thì nhiều khi xuống hạng rồi hay là an toàn rồi người ta vẫn khác. Việt Nam mình thì bóng đá hiện nay có những cái tiến bộ hơn về mặt tư tưởng, nhưng mà cũng không thể nói như châu Âu đâu. Thành ra là Hải Phòng có thể nỗ lực này nọ, nhưng mà có thể là cái nỗ lực đấy nó vẫn dưới những cái gì cố gắng, những cái gì gắng gượng của Quảng Nam. Thành ra Quảng Nam sẽ thắng. Thế còn với Nam Định thì tôi nghĩ rằng là Nam Định trong cái tình thế này thì nhiều người cũng nghĩ là Sông Lam Nghệ An là hết động lực, nhưng mà Nam Định lại có một cái điểm yếu là đá sân khách không tốt. Đấy, đấy là một cái mà Nam Định sẽ phải có những cái khắc phục, và tôi cho rằng là Nam Định sẽ phải chơi một cái trận thật là bình thản để mà mục tiêu họ đề ra là 3 điểm, nhưng mà đừng có bị căng thẳng quá. Chứ xem Nam Định đá một số trận là tôi rất là thương. Tôi biết là anh em rất là cố gắng, và Nam Định với tôi có cái gì đó giống như Bilbao ở Tây Ban Nha, cũng là một cái kiểu xứ Bát có những cái truyền thống của mình, thích dùng cầu thủ bản địa và có cái nét riêng đấy, nhưng mà đôi khi là có cảm giác là vẫn hơi bị gồng. Thì mong là anh em vào trận đừng có gồng, từ trong sâu thẳm là nỗ lực khao khát chiến thắng, nhưng mà hãy vào trận một cách từ từ để nắm bắt những cơ hội. Bởi vì là khi mà anh đã thực sự có khát vọng và đội kia không nhiều khát vọng ấy, thì sẽ có những cái khoảng trùng nào đấy một cách rất là tự nhiên, và anh cứ giữ một cái đầu lạnh mà anh đá theo đúng cái phong độ của một người mà đang cần phải thắng, thì có thể là anh sẽ có điểm. Và dứt khoát Nam Định phải đá trận này với một tâm thế là chỉ có một cửa những kết nhập cuộc của Nam Định hết sức quan trọng đối với tôi. Vâng, tôi chia sẻ với anh về cái việc mà hai đội đã an toàn, tức là trụ hạng rồi, là Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng ấy, thật sự căng sức ở cái trận đấu cuối cùng này. Họ xong việc rồi, bây giờ bảo họ đá vì cái gì nó mơ hồ lắm. Đấy, đúng không ạ? Nên ra là nhưng mà vấn đề là các đội kia, tức là đội Quảng Nam hay là đội Nam Định ấy, cần phải tự giải quyết vấn đề của mình. Và cái cách mà Nam Định tiếp cận trận đấu như anh vừa đặt vấn đề thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý, bởi vì là họ có đang hơn 2 điểm, họ lại có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Thế đâm ra là nếu như bây giờ mà họ có hòa trận này mà Quảng Nam phải thắng đến 4-0 cơ thì mới có cái sự thay đổi vị trí. Thế ra là tình huống mà nối mạng hai bên, nối mạng ở hai sân ấy, mà xong là gọi là có thông tin để mà cập nhật ấy, thì hoàn toàn có thể có những cái điều chỉnh phù hợp. Thế nên tôi nghĩ là khả năng Nam Định trụ hạng rất là cao. Và giả sử như mà có cái tình huống xấu xảy ra thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mùa giải nó sẽ là vô cùng đáng tiếc, và nó là một nỗi buồn rất lớn, không phải chỉ cho người Nam Định mà cho những người yêu bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi vì trong quá trình thi đấu của mùa giải năm nay, Nam Định gặp rất nhiều vấn đề khó khăn của mình đã đành, nhưng lại khó khăn từ bên ngoài, cái hoàn cảnh gọi là khách quan đem lại cho họ thì cũng rất là lớn. Ví dụ như vấn đề trọng tài chẳng hạn. Gần đây thì ban trọng tài cũng đã phải thừa nhận có những cái sai sót rất là lớn, ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của Nam Định. Và đây là một cái điều phải nói là cực kỳ đáng tiếc của mùa giải năm nay.
Đấy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đều đã biết rồi, Nam Định là quá nhiều bất lợi bởi những quyết định trọng tài, và đâu đó thì vẫn cứ đưa ra những thuyết âm mưu rằng là Nam Định là bị thế này thế nọ, người ta soi vào. Nhưng mà tôi cho là bất luận thế nào thì cầu thủ Nam Định hãy bình thản vào trận, quên tất cả gì đã diễn ra đi, ta chỉ còn một trận đấu này thôi đấy, và kể cả đội kia là cứ cho người ta có động lực đi, nhưng mà động lực không bằng mình thì họ sẽ có những cái sự tập trung trong cả trận không bằng mình, và mình tập trung hơn, mình khao khát hơn thì mình có thể sẽ có chiến thắng đấy. Thế còn một mặt khác là nếu như ngay từ đầu trận Nam Định tỏ ra bất lợi, ví dụ là bị thủng lưới chẳng hạn, thì ở sân bên kia chúng ta không nói với Hải Phòng nhé, Quảng Nam sẽ thêm động lực, tức là họ đúng sẽ rồi. Thêm động lực, cầu thủ của họ như được doping sau khi biết là Nam Định đang bất lợi. Thành ra cái nhập cuộc và cái mở đầu của Nam Định rất là quan trọng. Ở đây chúng ta nói là hoàn toàn thuộc về phía những cái đội bóng mà liên quan là Nam Định và Quảng Nam thôi, chứ còn những đội kia thì họ chỉ có mức độ vậy thôi. Đúng rồi. Mà nhân nói chuyện đến câu chuyện trọng tài thì cũng phải nói rằng là trận đấu gọi là then chốt của cái bảng ở nửa trên ấy, Viettel gặp Hà Nội là anh Ngọc Châu anh thổi như thế là rất tốt đấy. Cầm trịch được trận đấu, kiểm soát được trận đấu, và cái các cái quyết định đưa ra cơ bản là cái quyết định là rất là chuẩn mực, và nó kiểm soát được trận đấu khi mà có những thời điểm là trận đấu có cái dấu hiệu của việc là nóng quá thì anh ấy đã điều tiết nó hợp lý, và những cái chiếc thẻ nó ra tôi cho rằng là nó rất là có anh có Châu lý. Là đã từng là còi vàng Việt Nam mà đấy, một trọng tài của Bình Dương cũng có nhiều nỗ lực, kết quả cuối mà anh Châu cho thẻ vàng đi Mario đấy thì hoàn chỉnh, kết quả ăn vạ đấy. À không, nhưng mà anh bởi vì trước đây anh Rimario đã thẻ vàng rồi. À cái quả mà Bùi Tiến Dũng phạm lỗi. À. Thì nhưng mà lại có một thẻ vàng rút ra. Dùng cùi chỏ đấy à? Thì mà Bùi Tiến Dũng lại là người phạm lỗi, nhưng mà là cái lỗi kéo người thôi, còn cái cùi chỏ này là của Rimario. Cùi chỏ trượt là lỗi là của Rimario. À. Thế thì Rimario là thẻ vàng đấy, là thẻ vàng cho Rimario. Đúng rồi, chứ quả này ăn vạ rõ thôi. Đúng rồi. Thì thôi thì đấy tôi nghĩ rằng đấy là cái cách điều hành trận đấu một cách nó rất là con người. Nó gọi là có cái sự gọi là nghe ngóng tính toán hợp lý đưa ra như thế, chứ còn không phải là cứng nhắc cực đoan. Và trận đấu như tôi nghĩ là về đích với kết quả hòa không đều, hai đội cảm thấy hài lòng ở chỗ là cái cuộc đua nó sòng phẳng, những cái căng thẳng cũng đã được kiểm soát và xử lý một cách gọi là mềm mại hợp lý nhất. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái thứ hình mẫu mà các trọng tài trẻ cũng lấy đó để mà học hỏi. Không phải anh Châu anh điều khiển tất cả trận đấu đều tốt, nhưng trận đấu ngày hôm nay tôi nghĩ rằng đấy cũng chính là một cái thứ điểm mà chúng ta cần phải động viên anh lực lượng trọng tài đấy. Từ cái chuyện mà anh em mình tranh luận với nhau về quả anh Châu nhá, thì phải nói thế này, bóng đá rất dễ tạo ra những cái đồn đoán. Ví dụ cái tình huống đấy nhá, anh Châu bắt đúng nhá, không những Rimario là bị đuổi những phút cuối, trận sau nghỉ góp mặt luôn, mà Hà Nội như vậy là quá thiệt thòi đúng không? Đúng rồi. Ví dụ thế, thành ra là thế mới nói là người Nam Định người ta có quyền là người ta trồng nhiều cái tình huống vào với nhau để người ta thấy là người ta quá bất lợi, là một cái chuyện hoàn toàn chúng ta phải thông cảm được. Bất luận thế nào thì đấy, nó có những cái kiểu như vậy, nó không chỉ là thiệt thòi trong một trận đấu mà nó còn dẫn đến những hệ lụy khác nữa. Rồi, vâng, xin cảm ơn anh Huy. Đó là những gì mà tôi và anh Huy muốn trao đổi với quý vị, với anh em về bóng đá trong nước, về V-League, với những trận đấu có thể nói là cực kỳ sôi nổi, quyết liệt ở cả hai đầu bảng. Chứ vô địch vẫn còn nguyên trong tầm ngắm của ít nhất là 3 đội bóng. Thế còn ở phía dưới thì Nam Định và Quảng Nam sẽ cần phải có một cái cuộc đua cuối cùng để xác định xem ai sẽ được ở lại, còn ai sẽ phải trở về với giải hạng nhất.